À, bắt đầu bữa nay mình sẽ lên nồi inox các bạn nha, và một số như là ba cái bàn ủi của mình ngày trước đó, mình còn dư lại mấy cái với một số bình nóng nhiệt nhỏ và hai trung bình lớn tí nè, và bốn hộp dao là một dao 150, còn mình còn bốn hộp nha. Mình nói chung mình ấy gọn hàng lại bán là cho nó ấy, mà còn học khoảng 3-4 cắm gì đó. Đa phần này là mình bán nồi nắp nha. Bữa nay là ngày 10 tháng 4 2020, mình bắt đầu quay. Bữa nay là cái nồi đầu tiên mình sẽ quay bằng cái này nhôm, mình lấy mình kê luôn. Này nhôm mình sẽ là số 1. Cho tôi viết coi. Mình bán chủ yếu là ship CD, nhận hàng trả tiền. Trên một chuyển bằng chuyển khoản mình sẽ bao ship nha, còn không mình nhận CD nha. Mình bán lúc đầu và lúc 17 giờ chiều mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên Dư Viên lúc 17 giờ chiều các bạn nha. Cái nồi này hay là nồi nhôm nè, nó sẽ là 800 ngàn. Khá là to nha, cái nồi này to lắm, mình sẽ đo cái nồi này các bạn nha, nó sẽ là số 1. Mình quay cái nồi số 1 này xong rồi mình lấy cái này mình kê mấy kia lên luôn, chứ giờ cái đồ kê nó lâu mất tiêu rồi. Thì cái nồi khá đẹp này nha, nó nhôm nguyên khối nha. Cân nặng nó khoảng 2kg á, mấy 2kg á nha. Mình sẽ đo về kích thước con này. Cái nắp nó làm cái chảo được luôn nè. Ý già cái vấn đề quan trọng lắm nha, cái nắp nó làm cái chảo luôn nè. Không phải cái nắp bình thường đâu, cái nắp này có thể thay thế một cái chảo được nè. Đây là cái nồi nè. Nồi khá đẹp rồi nha. Kích thước cái nồi này là 28 phân. 28 phân nhân cho 10 phân nha, 28 với 26 nên mình nói lộn. 28 phân nha, 28 nhân cho 10 phân, đó là số 1 nha. Mình sẽ lấy nó làm kê luôn. Đưa chị miếng nha, miếng keo gì dán qua gì giữ lên nha, keo. Cắt cái keo chị nói chắc nha. Thấy em dọn dọn gọn em qua em lên. Mình sẽ lấy con số 1 mình kê luôn. Tiếp theo là mấy cái bàn ủi nè. Bàn ủi này là bàn ủi không dây nhưng mà thiếu hộp nha, nên mình bán 400 ngàn. Thì mình bán 300 ngàn luôn nè. 300 luôn tại với 300 như đây. 300 số 2 nha. Cái bàn ủi này là mình bán 300 ngàn luôn nè, số 2. 300 ngàn nha. Cái này số 2 300 ngàn, nó là bàn ủi không dây. Nó cũng còn đẹp lắm, nhưng mà nó thiếu cái hộp nha. Mình giảm giá xuống có thể cũng toàn dễ sử dụng để mua. Đẹp. Con này là hàng của thương hiệu chữ Nhật không, mà mình không biết là thương hiệu gì, nhưng mà toàn chữ Nhật không. Sử dụng điện của nó là 100V, 1200W nha, nó chạy cũng nhanh lắm nha. Hàng xuất Nhật. Nó vẫn còn bơm nước được, này là xịt nước phun chức năng nha, nó là số 2. 300 ngàn số 2 nha. 300 ngàn chỉ bao gồm phí ship bằng nha, nè Thủy ơi. Qua đây đứng lấy trước thì hỏi bà bển, chứ giờ em chờ qua chị chờ qua em đâu nổi đâu. Em chị chờ em sẽ nổi. Số 3 con này là bờ 500 ngàn nữa bạn, con này cũng nhận khung chức năng nha. Nè, cái này tiếp là số 3 nha. Số 3 này là 400 ngàn nè, mình vẫn bán được 400 ngàn luôn. Nó sẽ là số 3 nha, 400 ngàn bạn nha, số 3. 400 mà chị giảm cho mấy nha. Mình sẽ giảm cho 400 ngàn nha, con này số 3 nha. Đây là ủi nè, Philips nha. Hàng này là Plus Cơm Plus. Để thôi, đọc theo thôi chứ mình không biết đó là dòng của Philips và của Nhật nha. Cái dùng điện này nó sẽ là Singapore 100V 1000W nha. Cái mẫu này thì dưới nó hơi sử dụng hơi nhiều nè, nhưng mà vẫn còn sử dụng được hết nha. Diêm điện vẫn hoạt động nha, cái này thì dễ sử dụng lắm. Diêm điện vô cái điều chỉnh nhiệt độ nóng lạnh theo cái mức tiêu thụ như bạn ủi và ủi dày ủi mỏng, rồi xong là cái này là chỉ có cách là bơm hơi nước nè. Này là bơm nước nè. Còn đây là chỗ để nước vô nha. Nè, này nước vô nè. Nó là số 3 ha, 400 ngàn số 3. Em về vô đó em lại gần chị em ngồi nè, em làm gì em ngồi xa chứ gì thì. Rồi mình lấy cái này ra đi nè, bỏ vô bọc đi. Này để gì làm cái hộp thì đựng ra. Đây là tí xíu đây mình nói về bốn hộp dao rồi sao. Nhưng mà mình sẽ lấy cái nồi ra luôn đi cho nó rộng chỗ nè. Em vô này em giới gì đâu mà sao vậy chị. Nó sẽ là số 3 này là Pháp các bạn nha. Nó số 4 là trong nhà. Cái này là cái bằng ủi Pháp nha, nó là ban nè.
Cái này thì hàng xuất Pháp, nó sẽ là ban, thương hiệu của ban đàng hoàng là Zibang, nó là gì đó, nó là của Pháp nha, mình đọc cũng được chính xác không. À, kích thước nó sẽ là một cái điện, nó điện 100V, sử dụng 1200W nha. Cái này là của Pháp, nó đây rất là gõ ra nè. Mũi này thì cũng là phun chức năng luôn, cũng vừa sử dụng điện bằng mũi với vừa được phun nước luôn nha. Đây là cái chỗ đây nước nè, đây là nước làm đây này, đây là cáp nè, mắt tôm nước nè, cũng phun chức năng nha. Nó là số 4, 500.000 nha. Ba là nó kia rồi. Cái đèn quấn ngay trắng luôn à. Nó là 400.000 nè, con này 400.000 nè, con này khá đẹp luôn nè. Con này hàng của mình bán 300.000 luôn nha, và số 300.000 luôn tài. 300.000 luôn nha, con này là số 5, 300.000. Con này là 300.000 số 5 nha. Nó là thương hiệu chữ nè. Số 3 gì đó. Nói chung mấy cái này mình đã thử hết trơn rồi, ok nha. À, sử dụng nguồn điện của nó sẽ là 100W, 970W nha. 970W, 100W số 5 nha. Nó là số 5. Đây là số 5, mẫu số 5. Nói chung mấy dòng này mình thử hết trơn rồi. Tiếp theo cũng 300.000 này, con này 400 vẫn được, mình bán 300 nữa nè. Mình đã xuống từ ngày trước rồi, mình xuống thêm nha. Nó sẽ là số 6, 300.000, bạn ngủ 300.000, con hàng là xanh vô các bạn nha. Nó sẽ là xanh vô luôn á, mà mình bán khoảng 300.000 luôn nha. Xanh vô là cái nắp nằm đây thương hiệu nè. Nhiều người nhìn nó được là không biết thương hiệu nằm ở đâu. Đây là cái sản xuất của nó là đây rồi, cái model nó là AS-SF810 nha. À, dòng điện sử dụng là 100W là điện 110 nha, hoặc 800W. Cái con này 800W xanh vô nha, nó là số 6, 300.000. Này khá hấp dẫn. Tiếp theo dao nè, này là 150, dao này là của Nhật nha. Dao dao dành cho người sử dụng. Cái này nó gồm có là khoảng 4-5 món đây. Một bộ là 150 nha, nó sẽ có 4 bộ, ghi luôn tại. Ghi là bộ dao Nhật, nó từ... 5 món chị. Nó sẽ từ số 7 nè, số 8 nè, số 9 nè, số 10 nha. Xong gửi hết 150.000. Giờ mua lại cũng không nổi nữa, nhưng mà tại còn toàn mấy bộ bán luôn. Nó sẽ là 4 bộ nè, số 7 nè, số 8 nè, số 9 và số 10 nè. Mình sẽ mở từng bộ ra coi đây. Nó sẽ có 4 bộ thôi, mình phải ghi thôi là bán lố. Tại vì hàng này có mua về cũng hết rồi. Ngoài thị trường bây giờ cũng có, nhưng mà bên gọi cũng đóng cửa rồi, mình nó bán rất là mắc. Nó sẽ có một cái kéo nè. Và một cái dao nhỏ còn cái cây nè. Và một cây bào nè. Và một cái dao cũng khá to nè, có thể đầm cầm rất đầm tay nè. Cái chữ Nhật nè. Và một cái lưỡi dao nha. Đây một cái lưỡi dao. Nói gì đó là số 4 bộ nè. Thảo Thủy đẩy cho chị đi. Lấy chị kê đi. Tiếp theo là bình nè. Bình nóng lạnh, bình 100.000 nha. Bình 100.000. Bình là số 11. Bình này mà số 11 nha. 100.000. Mình bán là chủ yếu CD, các bạn đừng có gửi hàng. Bao nhiêu thì đơn thì các bạn cứ gửi đi. Giữ hàng lại đôi khi thứ nhất là mình cũng đồ cũng hơi bị nhiều trong nhà, rồi có thể sẽ bị lạc hàng. Thứ hai nữa là các bạn sẽ quên, các bạn không nhớ, rồi khi mà mình để lâu quá thì nó cũng sẽ rớt hàng lại nha. Nên bao nhiêu tiền thì các bạn cứ nhận, cứ gửi địa chỉ thông tin cho mình để mình gửi đi, chứ giữ hàng thì mình bán hàng cũng thất thường lắm. Mình không có theo ý nguyện, mình úp lại thì là cho chị dễ để đồ, úp ngược lại chứ mình không ít giữ đồ nhiều được đâu. Tại vì giữ nhiều đó mình cảm thấy là đa phần là rớt hàng lại là nhiều nha. Mình thấy rồi, mua bao nhiêu tiền cần biết, các bạn cứ chịu khó nhận luôn đi. Rồi đã dịp mới thì muốn mua gì thì mua thêm nha. Chứ mà giữ hàng là mình thấy hàng nó bị rớt lại hoặc là sẽ không gì đi được, nó sẽ lạc mắt luôn nha. Số 11, 100.000.
Bình này cũng dễ thương nè. Kích thước bình này tầm khoảng hơn 1 xì á. Đúng không? Này hơn 1 xì được không? Này hơn 1 xì á. Nó sẽ là có cái cầm ngoài chắc chắn nha. Sơn rất đẹp. Nó sẽ là số 11 trong nhà. Số 12 cũng trăm ngàn nè. Số 12 trăm ngàn nữa nha. Số 12 này là cái bình cũng trăm ngàn, nhưng mà nó chủ yếu là bình để bỏ vô trong để trà hay để nước uống tí á. Nó sẽ là 100 ngàn. Cái bình này cũng khoảng 1 xị, nó khoảng cỡ găng tay nha. Nó sẽ là số 12. Tiếp theo mình 100 ngàn nè. Nó hơi chè xước nhưng nó vẫn giữ nhiệt rất tốt nha. Nó sẽ là 100 ngàn. Số 12, số 13. Cái này 100 ngàn luôn, mình bán cho dễ lựa. Cái này đã ít, sẽ ít ít được. Đây, nó sẽ có hai mở, hai tầng rồi mở như luôn. Cái này sao kính không ta? Đậu nước không trời? Kính không thấy? Kính không thấy? Mình này, mình này chạy hơi nhiều quá. Không biết đậu nước rồi bị chạy nước không? Em kiểm tra chị số 3 nha. 300 ngàn. Đậu nước vô cho nó chốt ngược, nó có chảy nước không? Chảy nước thì quỷ số đó. Nó sẽ là số 14, 100 ngàn. 14 này nó bình vàng nè. Chạy tí xíu dưới đáy nha. Nhưng mà mình đã thử rồi rất ok. Bình này uống bằng nấm nè, nè. Nắp mở ra, dấu nước còn nè là mình đã thử nha. Cái bình đã đổ nước vô cho chốt ngược rồi nó chảy nước ra. Nó sẽ là số 14, 100 ngàn nha. Giờ đẩy đó là hoàng lại, chị đẩy nó giá nè. Tiếp con số 15. Số 15 trăm ngàn luôn nha. 15 này cũng trăm ngàn được. Ừ. Nó là màu xanh nè, nó cũng tùy xíu. Nắp này dễ thương. Nó hơi nhỏ nhỏ nha. Khoảng cho tới găng tay nè, xíu rồi cầm trong lòng bàn tay nè. Nó là số 15 cho bé được, nhìn cho bé được. Số 16 nó sẽ là 250 nha. Con này 250. Số 16 250. Bình này có thay gơ nha. Đây thay gơ nè. Bình này có thương hiệu con cọp. Nó sẽ ra nút bật cho đây. Ủa, nè. Trong gom rất là còn ok nha. Nó sẽ là số 16, 250 nha. Còn con 350 lớn này, con này do thiếu địa chỉ mình gớt lại này, chứ không phải là mình số 17, nó sẽ là 350. Bình này khá to, bình này khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nha. Bình này khá to luôn. Bình này gớt lại do thiếu địa chỉ này, chứ không phải là bình để mình bán. Bình này dễ dễ hết ta. Nó mở gì luôn hả thầy? Mở gì luôn hả? Cái lớp bự quá. Mở lớp bự ra mới đúng rồi. Nó mở là bao con nắp luôn. Bình này là bình khoảng 1,5 lít nha. Số 17, 350. Mình mới khui trong cái thùng hàng thiếu địa chỉ ra đó. Chứ không phải là mình đem về. Tiếp theo là mấy cái ấm nè. Ấm này 300 nè. Ngắt dày nha. Thằng này có chữ rồi. Đây là số 18. Ấm này phải 2,5 lít nha, số 18, 300. Cái này 300 mà không sử dụng từ nha, cái này không sử dụng từ nè. Số 18, 300 nha, không sử dụng từ. Tiếp theo thì con này sử dụng từ nè. Số 19, 250. Con này 19, 250 nha, con này tầm 2,2 lít nha, 2,2 lít nha. Con này sử dụng từ được nè, nó tầm 2,2 lít, 250 nha, số 19. Mình biết chữ vô hay chứ không dơ, chữ Nhật nữa bạn nha. Số 20, 20, 300 ngàn, con này tầm 2,2 lít chỉ lên luôn. Rồi con này khá dày, sử dụng tự được nha. Cắm này không kêu các bạn, cắm nãy cũng kêu, cắm đầu tiên là không kêu đây. Con
này rất dày đẹp nha, nó tầm 2 đến 2 rưỡi nha. Đây, nó kêu nha, đây là tiếng Việt. Đó là số 20 300 ngàn. Con này nó sẽ là 250, là siêu siêu à, rất dễ thương. 21 250 nha. Con này 250, 21 này xíu rồi, con này tầm 1 rưỡi nha. Chỉ nhờ cái đây nè, thấy nó nhỏ nhưng dễ thương lắm. Nhà nấu hơi chút đựng nước, nấu mì này kia hay này, sử dụng càng ít ít á thì sử dụng được nha, nó sẽ là 250. Số 21 nha. Tiếp theo mình sẽ bú tới nồi các bạn nha. Tới nồi. Một cái bánh khá đẹp 300 ngàn nè. Ngồi xuống rồi bạn. Cái bánh này rất đẹp luôn nha. Nó sẽ là dùng điện từ được, tại vì nó sẽ là hai đáy dùng điện từ được nha. Đây khá đẹp. Đây là tay cầm inox luôn nè. Đây là nồi inox Nhật nha, chứ không phải nồi nó địa ngoài thị trường bình thường, mà nói nồi nó địa Nhật nha. Nó sẽ là 18-19 phân. Cao nó khoảng 8 phân nha. Cái nồi là 300 nha. Cái nồi này rất đẹp. Kích thước cái nồi này mình sẽ đo. Nó sẽ là 19 phân nha, cao nó khoảng 8 phân. Cái này cũng đẹp 300 ngàn, số 22. Biết rồi Thủy. 300 ngàn, số 22. Đây là 300 ngàn, số 22 nha. 19, 8 phân. Hồi nãy sao dễ kiếm á, cái chữ nó dễ kiếm á. 23, 23 là 300 rưỡi nè. Chất lượng quá nắp quá. Quánh quánh nó còn quánh nè, quánh hết chị. Quánh quánh chị đi quánh. Mình sẽ đi quánh hết nha. Đây, cái nồi này mới hấp dẫn nè. Cái nồi này kiếm mấy? Phải, đúng rồi, tại nó có hàm nó gì đó. Nó có hàm nó đậy được rồi. Nó quay sát đâu, nó đậy vậy em. Xem 3 350. Đem quánh hết chị coi, con này là cái cai nữa bạn. Cái nồi này rất dày dặn và đẹp lắm nha. Có chữ cai nè. Nó chữ cay đó, nãy mình nhìn xa xa thấy chữ cay rõ ràng. Nãy mình nhìn xa xa nó chữ cay á. Chứ cái nào ta? Cái này hay cái gì ta? Mình thấy chữ cay luôn á. Đây, 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 đây. Chữ cay các bạn ha. Cái nồi mà có cay đó, nó sẽ là 23 350 nha. Cái thứ của con 23 này nó rất là dễ thương luôn. Vàng nguyên khối luôn, nó sẽ là 19 nha. 19 cao 78 phân, nó sẽ là số 23 350. Đây. Cay luôn mới ghê chứ. Là lấy quánh liệu nó hết chị đi. Nó sẽ là 24 350 nè, không quánh nữa nè. Con này cũng là xe 350 số 24 nha. Con này thì hấp rất đẹp. Rồi cũng đẹp. Có thương hiệu nè. Dòng này đa số lì nắp á, nó ít ai nó in nắng cái thương hiệu lắm, chủ yếu là nó dán giấy là nhiều nên nhiều người mua về cứ tìm chữ Japan. Mình nói thật với bạn là hàng nội địa không, mà cái này nó cũng in nắng đâu, trừ những hàng Âu ra nó mới in thường xuyên thôi, nên là không bỏ sót thôi. Còn hàng Nhật á là chủ yếu nó dán giấy là chính nha, nó in rất là ít luôn, cũng như dòng này mình bán là rất là nhiều đó. Giờ bán rất là nhiều nồi mình mới biết là chữ Japan nó chỉ in một số thôi, đa phần nó dán giấy thì xài một thời gian cái tờ giấy đó sẽ mất đi, hoặc là mình rửa mình cũng sẽ xé bỏ, chứ không phải là không có chữ, là không phải là hàng nội địa, không phải là của Nhật nha. Mình nói bán hàng Nhật là bán hàng Nhật, tại vì khi sử dụng nó sẽ khác biệt với hàng thường, tại vì dòng nồi nó rất đẹp. Cái con này là số 24 nha, 350 nè. Cái này là quánh luôn nha, nó sẽ là 19-20 nha, cao nó khoảng 8-9 phân nha. Con này là số 24, 350, nồi cũng rất đẹp. Mình cũng cố gắng mình lựa, mình chọn, mình cũng tìm có thể là đẹp mà giá bình dân. Mình bán cái dòng nồi này cũng giá rẻ rồi, không mắc đâu. Con này thì 300 ngàn nè, số 25. 300 ngàn nè, cái nồi cũng mắc dễ thương. Cái quánh này rất đẹp nha, rất là nhỉ nha. Cái nồi còn rất là mới. Nó sẽ là số 25, 300 ngàn, nó sẽ kích thước 17 x 7 phân nha. Nó sẽ là số 25 300 ngàn, 17 nhân cho 7 phân, dòng hai đáy mà tiền từ nha. Em bỏ đi. Một cái quánh tiếp theo 250 nè. Cái này số 25 250. 26 nha, 26 250 nha. Con này thì lắp nhưng cái nồi cũng khá dày dặn ngay dòng hai đáy nè, không phải là 250 là nó xấu đâu.
nó sẽ là 626.500 nha, 250 bao gồm phí ship các bạn nha. Trên một chiều các bạn chuyển khoản mình bao ship còn mấy trăm ngàn, các bạn chỉ có nhận code cho mình nha. Các bạn xem kỹ những cái gì mà mình cần thiết mình mua để sử dụng hoặc là để tặng trai đó thì các bạn chỉ khó coi giùm mình để kỹ, mình sẽ cố gắng mình quay. Nên các bạn đã nhận về đặt rồi, các bạn cố gắng cho mình thông tin địa chỉ để mình gửi hàng đi nha. Nếu mà không có địa chỉ cũng xin rút hàng lại, mình cũng hủy thôi. Thứ hai nữa là gửi đi, với các bạn cố gắng đưa số điện thoại nào có thể nha, mấy shipper á nó gọi được, liên lạc được á, nó sẽ dễ giao hàng ha. Tình trạng gọi liên lạc khó mình gặp rất là nhiều. Nó xa đâu này, số 26 nha. Có những cái đơn hàng nó liên lạc không được cũng phải hủy hàng đem ngược về cho mình, thì tiền ship mình phải chịu rồi. Nhưng mà vấn đề như vậy á, cái đơn hàng đó mình có một số người ta còn rất là cần mua, thì cái người cần mua thì không có tới tay được. Khi mình mua á, thì mình đã được ưu tiên rồi, các bạn điện cho mình người nào điện chốt hàng trước cái đơn hàng số mấy đó thì mình sẽ ưu tiên cho nha, chứ mình không có phân biệt đối xử gì hết. Mình sẽ ưu tiên cho cuộc gọi đầu tiên mà người đó đặt hàng đầu tiên, mình sẽ giữ hàng lại. Còn khi có nhận hàng không là cái đó mình cũng không kiểm soát hết được, nên là số 26.500 nha. Mình gửi hàng đi, mình chốt hàng đó là cái ưu tiên. Còn cái chuyện á, tương lai á, cái đơn hàng đó nó có về tới tay chủ nó không á thì mình không kiểm soát được. Là siêu phẳng 90% á là đi được, còn một vài phần trăm nó sẽ bị rớt lại nha. Nó sẽ là 300.000, số 27 nha. 300.000. Mình có nghe một anh kia, trên YouTube á, cũng bán hàng giống mình, cũng bên hàng nội địa. Anh nói một câu mình rất là thấy thích luôn. Mình lâu lâu mình cũng coi trên video, mình cũng thấy anh đó cũng nói, anh nói cũng hay lắm. Anh nói á, anh sẽ bán hàng á, cho những người nào có nhu cầu sử dụng. Nếu mà người đó đã một lần hủy đơn hàng của anh hoặc là không nhận hàng, anh sẽ không bao giờ bán lần thứ hai. Đó là anh nói như vậy. Mình nghe mình rất là nằm lòng và ý nghĩa. Tại vì đúng như vậy luôn. Tại vì cái người đó đã vậy rồi, nếu bán lần thứ hai nữa chưa chắc gì thành công đâu, nên mình cũng nghĩ là câu nói này rất là đúng. Khi mà mình đã một cái đơn hàng người đó không nhận hàng hoặc là bị từ chối hoặc là có những lý do đó mà hàng nó quay về với mình á, thì mình nghĩ là nên không bán lần thứ hai là tốt nhất. Tại vì người đó là bảo đảm bạn rằng là tương lai mua lại cũng rất là thấp luôn, có thể nhận hàng cũng thấp nữa. Đó là tính theo cái anh nói vậy. 300. Số 27, mình sẽ đo kích thước nha. Tại vì có một số người ta rất là cần mua, nhưng mà do người ta có thể điện sao hoặc là người ta không có coi được kịp, người ta sẽ không nhận, không được. Dạnh rồi. Người ta sẽ đợi mình chuyến khác cũng được, nhưng mà trong thời gian đó hàng của mình đã đóng đi thì được quay lại quay về. Đây là số 27, 300.000 nha. Kích thước nó nãy là hình như 19 á, 18 khoảng nha, cao khoảng 8 khoảng, cái nồi cắt dày dặn vòng hai đáy dày nha, nồi còn rất đẹp. 300.000, số 27. Cái này mắc cái nắp nè, mắc cái nắp nè, cái nồi này rất là đẹp luôn, cái thương hiệu này mà mắc cái nắp còn có tay quánh không, biết nắp nằm đông nữa. Nó sẽ là số 28, 250 nha. Cái dòng quánh rất đẹp, này là nấu cháo được nè, nấu mì ăn được nè, rất đẹp nha. Nồi rất đẹp luôn mà do thiếu cái nắp, cái thương hiệu nè. 17, 7 cao 7 phân, nó sẽ là số 28, 250 nha. Quánh rất đẹp, cái cây này cũng 250 nè. Nó cũng dòng nguyên khối nè, nó không phải hai đáy nhưng mà nó cũng dày dặn lắm nha. Nó có 250 thôi. Nó sẽ là 19 phân nha, cao khoảng 7-8 phân. Nắp này rất dễ thương. Nó là số 29, 250. 250. Nó sẽ là 29. Tiếp theo một con quánh có trong dính nè, nó là số 30, 350. Con này có 30 là cái quánh chống dính nha. Đây là xài điện từ được luôn nè, đặc điểm nó là xài điện từ luôn nha, cái này là xài điện từ nha. Cái quánh này là chống dính luôn, rất đẹp. Con này có 350 thôi, rất đẹp luôn á. Nó sẽ là 118 phân nha, ca nó khoảng 8 phân. Con này là cũng là 30, 350 nha. 21, 350 luôn. Bữa nay ngày sản xuất video này là ngày 10 tháng 4 2020, và lúc 17 giờ chiều trên kênh Tân Lô TV mình sẽ lên video đều nha. Hôm nay mình bán bên chuỗi nội nắp, mình sẽ đẹp nè,
Nó sẽ là 19 phân nha. Cao khoảng 9-10 phân. Đó là số 31, 350 nha. Còn cái màu bánh cuối cùng, nó sẽ là số 32. 32 nó sẽ là 400. Cái bánh này là khác biệt nè. Nó 400 nè, mình sẽ nói gì cái bánh nó 400 nha. Cái bánh này nó là giống như lan của Phong Mỹ vậy, nhưng mà dòng của Nhật nha. Nó rất dày nè, nó dày nó nổi mà giống như của Mỹ luôn, nhưng mà chỉ có chữ Mỹ thôi. Nhưng mà dòng này của Nhật nha. Nó quánh này quánh mấy lớp luôn á. Dày lắm, cái nắp cũng của nó này rất đẹp nha. Nên nó 400, tuy rằng nó không lớn nhưng mà nó khá là đẹp luôn. Mà quánh này kích thước nó sẽ là 19 nha. 19 cao 8 nó 9 phân nha. Cái nồi này rất đẹp, số 32. Quánh này rất đẹp luôn, dày dặn nha. Tiếp theo cái nồi kỳ lạ nè. Cái nồi này nó có nắp kỳ lạ. Cái nồi này hình như có số gì, có giá nữa trời. Nồi là 400. Số 33. Nồi cặn nhiều ký rồi. Nồi 350 nha. Nồi 350 tài ơi. 350 rồi. Con này 350 nha. Căng lên tính tiền mà. Con này 350 nha, số 33 nha. Cái nắp nó kỳ lạ lắm nè. Cái nồi nó cũng dày dặn, nó thuộc dặn nguyên khối nha. Khá dày dặn, khá đẹp. Mình sẽ đo kích thước con này. Kích thước con này nó sẽ là 20. 20 cao 8 phân nha. Đó, số 33, 350. Đây. Cái nồi tiếp theo, số 34. Cái nồi này thì là 350 luôn, cũng khá đẹp. Cái này mình chưa đánh ra da, nó còn vàng vàng nè các bạn, chị đánh ra rất là đẹp luôn, mình không có thời gian nữa. Nãy mình tính đi chùi ra mà mình không có thời gian nè. Cái nồi chùi ra rất là sáng nha. Nó bị do vậy á, là người ta sử dụng khá là nhiều luôn á, nhưng mà mình chưa rửa được hoàn thiện nè. Mà cái nồi khá đẹp, inox hai đáy rất đẹp dày dặn nha. Số 34, 350. Nó sẽ là 350, 34 nha. Cái nồi này kích thước mình sẽ đo. Kích thước nó sẽ là 21 nha. Cao 9-10 phân nha. Nó sẽ là 34, 350 nha. Tiếp một cái nồi, một cái đòi chống dính điện từ nữa nè. Nó sẽ là 35, 350 luôn. Vừa chống dính điện từ mà nó còn rất đẹp nữa các bạn. Nó sẽ là số 35 nha. Cái nồi còn rất đẹp. Để chút xíu đây coi. À, cái dấu hiệu là xài qua thời sử dụng thôi, chứ nó mới chạy chóc nhiều. Nhưng mà đặc biệt sử dụng từ được nha. Kích thước của cái nồi này nó sẽ là 20. 20 cao khoảng 8 phân nha. Nó sẽ là số 35, 350. Tiếp theo cái nồi 500 nè. Cái nồi đặc biệt 500 của nó nè. Nó là nóc nguyên khói nha. Nó sẽ 500. Con này khá dày dặn đẹp nha. Con này nó cũng dày dặn, nó đẹp đó. Nó giống như Pháp mà nó là của Nhật. Đẹp. Cái nồi này là một cái nồi lẩu nha các bạn. Nó dòng như nồi lẩu nha. Kích thước nó sẽ là 24. Cao 7-8 phân nha. Cái nồi này là số 36, 500 ngàn nha. Cái nồi là một cái nồi lẩu nè. Hơi lớn nha. So với lẩu thì nó lớn. Tiếp theo một cái nồi số 37. 350. 350. Cái này sẽ là cái nồi nấu lẩu mình hơi nhỏ tí. Nhưng mà nguyên khói rất đẹp nha. Nó là nguyên khói dày dặn nha. Nó cũng khoảng tầm xíu mấy. Nó sẽ là 22. Cao khoảng 8-9 phân nha. Nó sẽ là 350. 350 là bao gồm, chưa bao gồm phí ship mà nha. Mình chủ yếu ship CD, nhận hàng rẻ tiền trên một chiều, các bạn chuyển khoản mình bao ship nha. Còn vài trăm ngàn các bạn nhận cách cho mình nha. Đó là nhận hàng rẻ tiền, được xem hàng nha. Đó là số 37. Đây. Để duyên đi. Ba nội chị về thịt. Ba nội gì? Tiếp theo, một cái hấp. Một cái nồi hấp có 350 nè. Mình sẽ nói với nồi hấp 350 này ra cho nha. Nồi hấp này có 350 nè, nó sẽ có lòng hấp nè, nó không có lớn. Nhưng bên trong nó có hơi cắn cái xíu này nha. Nhưng mà nó gắt hình này đẹp. 1 ký hay gần 1 ký. Nó sẽ là số 38, 350 nha. Con nồi 350. Kích thước mình sẽ đo nha. Kích thước nồi hấp này nó sẽ 22. 22 cao nó khoảng 16-17 phân nha. Nó sẽ là số 38, 350. Thử lên đi chị. Kiếm nồi hấp cho chị đi. Cái da cái nồi 500 ngàn là đáng hơn tiền bát gạo luôn này nha. Cái nồi 500 ngàn rất là đặc biệt luôn. Mình bán 500 ngàn thôi. Số 39. Con này 500 ngàn nha, rất là đặc biệt luôn nha.
500.000 luôn. Con này rất là đặc biệt, nó sẽ là có hai cái dòng nồi cách ly nhau, nhưng mà cái nồi nào cũng vậy trên. Cái này là dày báo cháy mà dành hai đáy rồi nha. Kích thước cái nào cũng nhất á. Hai cái nồi này nó sẽ là 500.000, có 39.000. Kích thước nó sẽ là 21, cao khoảng 14 phân nha. Và cái lồng nồi tiếp theo nó là cái lồng nồi nè, lồng nồi để dơ nè. Nếu không giữ trường trường ngoài bằng này, cái lồng nồi này sẽ là 21, cao khoảng 28, cao khoảng 17-18 phân nha. Đây, số là 39, 500.000. Tiếp theo cái hấp nó sẽ thử, ta chỉ hấp để hoàn chỉnh nha. Số nắp tôi nắp 40, nó sẽ là 550. Cái nồi này dày lắm nha, nó 2kg nha. 550 cái nồi này như là nó cần 2kg á. 2kg gần 2.1 nha, cái nồi này gần 2.1 nha, nó 550 rồi. Nhưng mà tính ra giá tiền thì nó cũng khoảng 500 mấy. À, mình bán cái nồi này 550, con này cũng còn rẻ nè. Nhưng mà nó có 2kg giác rồi nha, nó sẽ là số 40, con này khá là nặng luôn. Cái lồng hấp á nó cũng dày, mà nó không dày bằng cái nồi đâu, cái nồi mới là dày dữ giống luôn á. Cái nồi không á mình căng lên á nó khoảng 1.2 nha. Cái nồi không không nắp không lồng nó là 1.2. Còn cộng lồng, cộng cái lồng nè. Cái cộng luôn cái nắp lại là 2kg giác nha. Như vậy đó. Ví dụ khớp chưa sẵn. Đúng mà dù khớp. Nó sẽ là số 40 550 nha, cái nồi này rất dày luôn nha. Đây là ba cái lồng hấp lẻ của mình nè. Ai mua về xài đi, ba cái vậy là 350 nha, số 41 mình xả người ra luôn đó nha. Cho đi luôn đó. Nó sẽ là 350, ba cái nồi vậy là ba cái nồi hấp này nha. Ba cái nồi hấp luôn á. Nói chung nó giống như cái nồi nãy, nhưng mình không có nồi để vô nên mình bán luôn, để mình để lại làm cái gì. Nó sẽ là có một cái nó sẽ là 23 23 15 23 13. Vậy là để trục này kia đây. Nó có 26, 26 cao 16 nha, ba cái vậy luôn nè. 350 nha, ba cái thì là 350 nha, nó sẽ là số 41. Ba cái luôn, 350 để dành trụng hay là để luộc cái gì đó hấp. À, hay là để trực tiếp với nồi được thì càng tốt, thành một nồi hấp nha. Nhưng mà do giờ đó, nồi nó cũng ít quá nên mình không có chi tiền được cái nồi để mình đổ lòng hấp vô, nên sẽ bán như vậy luôn cho nó dễ nha. Ba cái như là 350 nha. Lấy cái nồi và lấy cái bọc 40 á. Tiếp theo 600.000, cái nồi này khá đặc biệt nè, số 42 600.000 nha. Cái nồi 600.000 mình sẽ nói về cái nồi 600.000 luôn. Nè, trà chưa sáng nè. Cái này là do là đánh chưa được sáng thôi nha, chứ nó rất là đẹp luôn nha. Tại vì cái nắp rất là dày luôn. Cái nồi cũng khá dày luôn. Trời trời, nồi đâu dày ắt chiến luôn. Nó sẽ có in nắng ra ban dưới này luôn nha. Cái nồi này dày giống như một cục sắt vậy. Khá dày, khá đẹp luôn, nó sẽ 600.000 nha. Nó sẽ là 22, cao khoảng 14-15 phân nha. Nồi này 600.000, khá dày. Nó nặng luôn mà. Cũng 1.8 nha, cũng gần 2kg đó. Còn này 600.000, nó gần 2kg luôn, 1.8. Nó sẽ là 600.000, 42 nha. Em đi thị. Tiếp theo là 450 nè. 450 này cũng khá đẹp luôn nha. Cái nồi này dầm hai đáy điện từ luôn nha. Cái nồi này là như một cái nồi lẩu mà to nữa. Nó sẽ là số 43. 43 nó sẽ 450. Con này 500 cũng được, bán 450 nè. Con này nó cũng nặng, nó bao nhẹ thôi nha. Nồi rất kỹ thuật vậy. Này dừa nè. Cái nồi này rất dễ thương, cũng dày dặn hai đáy nha. Kích thước của nồi này nó sẽ là 24, 12 phân nha. Cái nồi rất đẹp. Cái này cũng làm lẩu được nè, tại vì nó mắc kính nè. Đúng khớp nè. Ok. Nó sẽ là 43, 45 nha. Cái nồi này kích thước của nó nãy mình đâu rồi, mau quên nữa. Người đã mau quên. Kích thước của nó sẽ là 24 nha, 24 cao 11 phân nha. Nó rất là cao đẹp. Tiếp theo sẽ là 44. Con này là 400.000. Cái nồi này cũng khá dày dặn. Đâu rồi? 400.000. Nồi này là nồi điện Nhật nha các bạn. Có cái nó sẽ in nắng chỉ là ban, có cái nó không in nha, nhưng mà tất cả đều dòng nồi Nhật rất là dày luôn. Cái nồi cầm lên rất là đầm tay luôn nha. Nó sẽ 44, 400.000. Cái nồi này rất là dày luôn á. Cái nồi này căng lên nó cũng khoảng 1 ký mấy. Sai nữa, sai nữa, sai nữa. Con này gần 1.6 luôn các bạn. Con này 450 mà ghi 400 nè. Con này 1.6 luôn nha. Chạy đi. Nó hơi có vấn đề, xíu vấn đề chỗ này nè.
nó hơi bị đứt rứt gặn gặn cái xíu này nha. Chứ không thôi là nó 400-500 ngàn, 400-500 ngàn cũng được. Con này thì 400-500 ngàn nha. Kích thước, kích thước con này nó sẽ là 21, cao nó khoảng là 10 phân nha. Rồi 44 rồi, lẩu 350 nè. Con này lẩu này khá dày nè, mình bán hơi 400 nhưng mình sẽ 350 nha. Con này cũng thấy địa chỉ nè, con này dày dặn lắm nha. Là cái thứ khoảng 24-25 phân, nặng nó khoảng gần 900 gram nha. Cái nồi này 350, số 45, lẩu 350 nha. Con này cũng dày dặn, lúc trước bán 400 ngàn, nhưng mà bây giờ mình sẽ do nó hàng nó bị thiếu địa chỉ gớt lại, mình sẽ bán 350 nha. Tiếp theo một cái nồi lẩu, một cái nồi áp suất nha, không dùng điện từ nha. Cái nồi này có 550 thôi, nó rất là đẹp dễ thương luôn, nó không dùng điện từ. Cái lý do nó gớt lại, nó không có sử dụng điện từ, mình còn ít cho mình không quay, nhưng mà giờ mình sẽ đem nó hàng này ra. 19 nha, cao nó khoảng 12 phân. Cái này là áp suất nha các bạn, áp suất này rất là đẹp do là nó bị không sử dụng điện từ được nha. Cái con này là số 46, 550. Con là 46-550 nha. Nó sẽ là 46-550, không sử dụng điện từ được nha. Tiếp theo 500 ngàn này, con này là báo chéo chéo luôn mà nó có 500 ngàn nha. Con cuối cùng của số 47 nha, 500 ngàn. Con này á, mình bán đi với lượng nguyên nhân á, mình sẽ nói luôn. Cái nồi này lúc đầu nó có 800 nè. Ý sao bỏ ra vậy? Cái nồi này lúc á, mình bán cách đây vài ngày, lúc trước á, các bạn thấy đi thương hiệu rất đẹp nè, 3 lít nha, này là 3 lít. Nồi dày đẹp lắm, mình gửi đi cho khách đó, nó là 800 ngàn mà khách đó không nhận mà cũng không xem hàng luôn, rồi gửi lại cho mình, nhưng mà trong trên đường nhận chuyển về người ta không có kỹ lưỡng á, rồi nó sẽ làm mình cắn cái này đó các bạn. Lúc mà đi thì nó không có nha, lúc về nó có đó. Mình không ngại các bạn không nhận hàng mình chỉ ngại khi hàng đi tới lui nhiều, nó sẽ hư hao hàng, nó sẽ tổn hại rất là nhiều, tổn thất rất là nhiều, nào tiền ship, nào là hư hàng nữa. Nên các bạn cố gắng xem cho kỹ, các bạn hãy đặt hàng, chứ không á, hàng tới hàng lui á, thì các bạn biết ai người thiệt thòi rồi, đâu phải là các bạn đâu mà là mình đó nha. Mình nói thật sự luôn, mình cũng cố gắng hết sức nhiều thứ, nhưng mà quan trọng những người mua có tâm á, thì mình sẽ đỡ được phần nào. Đây là lý do sao nó trở về đây mà nó còn có 500 ngàn á, là vì nó cắn đây nè. Chứ thật chắc cái nồi này rất là đẹp, rất là dày dặn luôn. Cái nồi này mình sẽ cắn lên nha. Đôi khi lâu lâu cũng phải kể chuyện ngày xưa nữa các bạn, chứ không thôi người ta thôi, nhiều người không hiểu hết câu chuyện đâu. Đây là 2,2 kg nha, cái nồi này là dòng nồi này không có rẻ tiền, nhưng mà do nó như vậy đó, nó rớt còn 500 ngàn nha. Số 47, 500 ngàn. Cái nồi này là nấu áp suất thì rất là ngon nè, nhưng mà do gì cắn vậy thôi đó, lúc đi không bị, lúc về nó vậy đó. Đau khổ. Nó sẽ là số 47 nha, 500 ngàn nha. Và cảm ơn những người nào đã ủng hộ mình mấy lâu nay, mình rất là biết ơn nhiều. Và mình cũng mong các bạn thì mua đồ thì các bạn cũng biết là địa vị, là từng phải là người kinh doanh hoặc là người buôn chải, các bạn cũng có hiểu được cái người buôn bán người ta cũng không phải là đơn giản gì mà để bán đi một món hàng, người ta sẽ cố gắng, người ta sẽ tìm cầu sưu tầm, họ sẽ có lựa chọn để có thể là tốt nhất thôi. Đó là thật sự, mình nói thật sự luôn, nên mình rất là thông cảm những người buôn bán. Dường như các bạn nếu ở địa vị như mình là người buôn bán, bạn cũng sẽ hiểu được điều đó. Mình hẹn các bạn vào lúc 17 giờ chiều nha, bye bye.